28 phẩm tán hoa. Bấy giờ trong đại hội có vô lượng vô số trời 33 vui mừng hớn hở đồng đem hương hoa vi diệu trên trời dâng lên như lai và các bồ tát. Khi ấy trong chúng có 6.000 bí xô đều từ tỏa đứng dậy đảnh lễ chân Phật. Lệch che y vai trái, gối phải quỳ sát đất, chắp tay cúi đầu hướng về Thế Tôn. Nhờ thân lực của Phật nên trong lòng bàn tay của mỗi người tự nhiên đầy rẫy hương hòa vi diệu chúng bí xô này vui mừng hớn hở được điều chưa từng có mỗi người đem hoa này dâng lên Phật và các Bồ Tát dâng hòa xong đồng phát nguyện nhờ năng lực căn lành thù thắng này chúng con nguyện thường được an trụ hạnh trụ vi diệu của Bát Nhã và La Mật đa sâu xa màu thẳng tới quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề khi ấy Thế Tôn mỉm cười thường phát của chư Phật từ miệng phóng ra vô số hào quang xanh vàng đỏ trắng hồng tía bích lục màu vàng bạc pha lê chiếu các vô lượng vô biên quốc độ của chư phật trên đến trời phạm thế dưới thấu phong luân và lần hồi trở lại xoay quanh bên hữu của phật ba vòng rồi nhập vào nơi đỉnh đầu khi ấy ananda đứng dậy chắp tay đành lễ phật bạch kính bạch thế tôn do nhân duyên nào thế tôn hiện tướng mỉm cười như vậy chư phật hiện mỉm cười chẳng phải là không có nhân duyên cúi xin như lai thương xót chỉ dạy Phật bảo Ananda, các bí xô này trong kiếp tình dụ ở đời đương lai đều được thành Phật, đồng danh hiệu là tán hoa, đầy đủ 10 hiệu, số thành văn tăng tất cả bằng nhau, số tuổi thọ cũng đồng 20.000 kiếp. Ngôn giáo của mỗi một đức Phật kia diễn ra lý thú sâu rộng, lưu bố khắp trời người. Chánh pháp trụ thế hai vạn kiếp, cõi nước của chư Phật kia rộng rãi trang nghiêm thanh tịnh, người vật phồn thịnh, giàu vui, các đức như lai kia ở cõi nước của mình đem các đệ tử du hành quanh khắp thôn thành làng xóm quốc ấp vương đô để chuyển vận bánh xe rượu pháp độ chúng trời người làm cho được lẫy an vui thủ thắng trụ xứ nơi các đức thế tôn kia qua lại ngày đêm thường mưa hoa đẹp năm sắc do nhân duyên này nên ta mỉm cười thế nên thánh hỷ nếu hưng đại bồ tát nào muốn được an trụ tối thắng trụ thì phải trụ hành trụ vi diệu của bát nhã bà làm mật đà nếu hướng đại bồ tát nào muốn được an trụ như lai trụ thì phải trụ hạnh trụ vi diệu của bát nhã ba la mật đa khánh hỷ nên biết nếu hướng đại bồ tát nào siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa làm cho được rốt giáo thì đại bồ tát này Đời trước hoặc là từ loài người chết dành trở lại nơi đây hoặc từ chân trời đổ sự đa chết sanh lại nhân gian. Vì sao? Vì Bồ Tát đó ở đời trước hoặc ngay trong loài người hoặc ở trên trời do từng được nghe tất cả bát nhã ba la mật đa sâu xa nên đời này thường siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa. Khánh Hỷ nên biết như lai hiện thấy nếu Đại Bồ Tát siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa không đói hoài đến thần mạng của cải thì nhất định được bất thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề lại nữa khái nhỉ lại hữu tình nào ưa ừ, thích lắng nghe bát nhã ba làm mật đa sâu xa nghe xong thọ trì đọc tụng biên chép tinh tấn tu học tư duy đúng pháp tuyên thuyết mở bày khuyên dân chỉ dạy cho thiện nam tử bồ tát thừa vân vân thì nên biết vị đó là đại bồ tát quá khứ từng gần gũi như lai ứng chánh đẳng giác nghe thuyết bát nhã ba làm mật đa sâu xa như thế nghe xong thọ chỉ, đọc tụng biên chép siêng năng tinh tấn tu học tư duy đúng pháp cũng từng vì người tuyên thuyết mở bày khuyên dân chỉ dạy bát nhã và làm mật đa sâu xa nên đời này có thể làm xong việc như vậy khánh hỷ nên biết loài hữu tình này từng ở chỗ vô lượng chư phật quá khứ trong các căn lành nên đời này thường làm được những việc như vậy là hữu tình này nên nghĩ thế này ta đời trước chẳng phải từ nơi thanh văn vân vân nghe thuyết bát nhã bà làm mật đa sâu xa như vậy mà nhất định đã từ như lai ứng tránh đẳng giác nghe thuyết bát nhã bà làm mật đa sâu xa như vậy ta đời trước chẳng phải chỉ gần gũi cúng dường trong các căn lành nơi thanh văn vân vân mà nhất định đã gần gũi cúng dường trong các căn lành nơi như lai ứng tránh đẳng giác do nhân duyên này nên này được nghe bát nhã và làm mật đa sâu xa này ưa thích thọ trì đọc tụng, biên chép, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng pháp, tuyên thuyết cho tất cả hữu tình không hề mỏi mệt. Lại nữa khái nghỉ nếu hữu tình chẳng kinh chẳng sợ ưa thích lắng nghe bát nhã bà làm mật đa sâu xa nghe rồi thọ trì đọc tụng biến chép siêng năng tu học tư duy đúng pháp hoặc pháp hoặc nghĩa hoặc văn hoặc ý đều thông suốt hoàn toàn và tùy thuận tu tù học thì các hữu tình này chính là đang gần như lai ứng tránh đẳng giác của chúng ta Khánh Hỷ nên biết nếu không là hữu tình nào nghe thuyết nghĩa thú bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy mà hết lòng tin hiểu không hủy bán không ngăn cản phá hoại thì các hữu tình đó đã từng cúng dường vô lượng chư Phật đã trồng nhiều căn lành nơi chư Phật cũng được vô lượng bạn lành hộ trì. Lại nữa Khánh Hỷ nếu không các hữu tình nào thường trồng các căn lành nơi dụng phước tối thắng như lại ứng tránh đẳng giác thì không những nhất định sẽ đắc hoặc quả thanh văn hoặc quả độc giác hoặc quả như lai mà còn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì cần phải thông suốt hoàn toàn nghĩa thú sâu xa của bát nhã ba la mật đa không ngăn ngại tinh tấn tu hành các hạnh bồ tát làm cho thật viên mãn Khánh Hỷ nên biết, nếu Đại Bồ Tát có thể thông suốt hoàn toàn nghĩa thú sâu xa của bát nhã Bà La Mật Đà, không chướng ngại, tinh tấn tu hành các hạnh Bồ Tát thật viên mãn mà Đại Bồ Tát này không chứng quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đà, chỉ trụ địa vị thanh văn độc giác thì chắc chắn không có lẽ đó. Thế nên nếu các đại Bồ Tát nào muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, thì nên thông suốt hoàn toàn nghĩa thú sâu xa của bát nhã ba la mật đa, không còn chướng ngại, tinh tấn tu hành các hạnh Bồ Tát thật là viên mãn. Thế nên Khánh Hỷ ta đem kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa phổ chúc cho ông, ông nên thọ trì đọc tụng thông suốt đừng để quên mất. Khánh Hỷ nên biết trừ kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa này ra, thọ trì các pháp khác mà ta đã giảng thuyết, giả sử có quên mất thì tội đó còn nhẹ. Nhưng nếu đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa này thọ trì không đúng, cho đến chỉ quên mất một câu thì tội đó rất nặng. Khánh nghỉ nên biết nếu đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa cho đến có thể thọ trì đúng một câu chẳng quên mất thì được phước vô lượng. Còn nếu đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thọ trì đúng cho đến quên mất chỉ một câu thì mắc tội rất nặng và lượng phước đồng như trước. Thế nên Khánh Hỷ, ta đem kinh điển bát nhã và làm mật đa sâu xa này, ân cần phó chúc cho ông, ông phải tự mình thọ trì đọc tụng cho thông suốt, từ duy đúng pháp, giảng thuyết phân biệt chỉ dạy cho tất cả mọi người. Giúp cho người thọ trì hiểu rõ hoàn toàn văn nghĩa ý thú, Khánh Hỷ nên biết, nếu Đại Bồ Tát Thọ Trì đọc tụng thông suốt hoàn toàn bát nhã và làm mật đa sâu xa, tu gì đúng pháp và giảng thuyết rộng rãi cho tất cả mọi người, phân biệt chỉ dạy, làm cho mọi người hiểu rõ, thì Đại Bồ Tát này chính là người Thọ Trì bảo vệ và làm cho phát triển sự chứng đắc quả vị vô thượng tránh đằng Bồ Đề của chư Phật Thế Tôn quá khứ vị lai hiện tại. Khánh Hỷ nên biết nếu hút lầy hữu tình nào phát tâm ân cần thanh tịnh đang ở chỗ ta muốn đem các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi ta không mỏi mệt thì nên trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng thông suốt hoàn toàn bát nhã ba la mật đa từ gì đúng pháp rằng thuyết phân biệt chỉ dạy rộng rãi cho mọi người làm cho họ hiểu rõ hoặc biên chép và dùng các thứ bóng trang sức xinh đẹp thường đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi không nên rời bỏ. Khánh hỷ nên biết nếu đại bồ tát nào cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì chính là hiện tiền cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi ta và chư phật trong mười phương ba đời. Khánh hỷ nên biết nếu đại bồ tát nào nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa phát tâm ân cần thanh tịnh cung kính ưa thích thì chính là phát tâm ân cần thanh tịnh cung kính ưa thích chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của tất cả như lai ứng chánh đẳng giác quá khứ hiện tại vị lai khánh nhỉ nên biết nếu ông ưa mến ta không xa rời ta thì cũng phải ưa mến không xa rời kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa cho đến một câu cũng đừng để quên mất Khánh hỉ, ta nói nhân duyên phó trúc kinh điển bát nhã bà làm mật đa sâu xa như thế, dù trải qua vô lượng trăm ngàn đại kiếp cũng không thể nói hết, tóm tắt mà nói, như ta đã là đại sư của các ông, thì nên biết, bát nhã bà làm mật đa sâu xa cũng là đại sư của các ông. Các ông trời người A Tố Lạc vân vân kính trọng ta thì cũng phải kính trọng bát nhã bà làm mật đa sâu xa. Thế nên Khánh nghỉ, ta dùng vô lượng phương tiện thiện xảo phó trúc kinh điển bát nhã bà làm bật đa sâu xa cho ông. Ông nên thọ trì không thể quên mất. Ta này đem bát nhã bà làm bật đa sâu xa này ở trước vô lượng đại chúng trừ thiên nhân a à tốn lạc vân vân phó trúc cho ông. Ông nên thọ trì đừng để quên mất. Khánh Hỷ, ta nay thành thật bảo ông, những người với lòng tin thành tịnh muốn không bỏ Phật, muốn không bỏ pháp, muốn không bỏ tăng, lại muốn không bỏ quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề của chư Phật ba đời đã chứng thì nhất định không nên xả bỏ bát nhã và làm mặt đà sâu xa. Như vậy gọi là pháp của chư Phật chúng ta khuyên dân chỉ dạy các đệ tử. Thánh hỷ nên biết nếu thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào Ừ thích lắng nghe bát nhã bà làm bà đa sâu xa thọ trì đọc tụ thông suốt hoàn toàn tư duy đúng pháp dùng vô lượng pháp môn giảng thuyết rộng rãi cho mọi người phân biệt chỉ dạy trình bày xây dựng làm cho người kia hiểu rõ tinh tấn tu hành thì các thiện nam từ thiện nữ vân vân này mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề có thể mau viên mãn trí nhất thiết trí vì sao vì trí nhất thiết trí của quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật đều nương ban nhã bà làm làm mật đa sâu xa này mà được phát sanh vậy? Khánh Hỷ nên biết, chư Phật ba đời đều nương bát nhã bà làm mật đa sâu xa này mà sanh ra quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà. Thế nên Khánh Hỷ, nếu hôn đại Bồ Tát nào muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì nên siêng năng tinh tấn tù học bát nhã bà làm mật đa sâu xa như vậy. Vì sao? Vì bát nhã ba làm mật đa sâu xa là mẹ của các đại Bồ Tát sanh ra các đại Bồ Tát vậy. Khánh Hỷ nên biết, nếu Đại Bồ Tát nào riêng học sáu Pháp Ba La Mật Đà thì mau chứng quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đà. Thế nên Thánh Hỷ ta đem sáu Pháp Ba La Mật Đà này giao phó cho ông, ông nên chính mình thọ trì đừng để quên mất. Vì sao? Vì sáu Pháp Ba La Mật Đà như vậy chính là kho tàng Pháp Bồ Tát của các đức như lai ứng tránh đẳng giác. Tất cả Pháp của Phật đều từ đây mà sinh ra khánh hỷ nên biết pháp yếu mà chư phật thế tôn ba đời thuyết ra đều là từ kho tàng pháp vô tận của sáu pháp ba la mật đa lưu xuất ra khánh hỷ nên biết chư phật thế tôn mười phương ba đời đều nương kho tàng pháp vô tận của sáu pháp ba la mật đa tinh tấn tu học mà chứng đắc quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đà khánh hỷ nên biết đệ tử thanh văn của chư phật thế tôn mười phương ba đời đều nương kho tàng pháp vô tận của sáu pháp ba la mật đa tinh tấn tu học xong chính mình sẽ nhập vô

lại nữa khánh Hỷ, giả sử ông vì hạng người thanh văn thừa thuyết pháp thanh văn do pháp này nên hữu tình ở ba ngàn đại thiên thế giới tất cả đều đắc quả a la hán cũng chưa vì ta làm đệ tử phật làm việc nên làm nếu ông vì hạng người bồ tát thừa tuyên thuyết một câu pháp tương ứng với bát nhã ba la mật đa sâu xa thì liền gọi là vì ta làm đệ tử phật làm việc đáng làm ta rất tùy hỷ với việc làm như vậy hơi người giáo hóa tất cả hữu tình ba ngàn đại thiên thế giới làm cho đắc quả a la hán lại nữa khánh nghỉ giả sử tất cả hữu tình ba ngàn đại thiên thế giới đều nhờ năng lực giáo hóa của người khác đồng một lúc đều được thân người đồng một lúc trứng quả a la hán các a la hán này đều đạt các việc phước nghiệp về thí tánh giới tánh tu tánh ý ông thế nào các việc phước nghiệp kia có nhiều không khánh nghỉ bạch rất nhiều kính bạch thế tôn rất nhiều kính bạch thiện thệ các việc phước nghiệp kia vô lượng vô biên phật bảo khánh hỉ nếu thành văn nào có thể thuyết pháp tương ứng với bát nhã ba làm mật đa cho bồ tát trải qua một ngày đêm thì phước đạt được nhiều hơn người kia Khánh Hỷ nên biết để việc một ngày đêm qua một bên chỉ chừng một ngày, lại để một ngày qua một bên chỉ chừng nửa ngày, lại để nửa ngày qua một bên chỉ chừng một giờ, lại để một giờ qua một bên chỉ chừng khoảng một bữa ăn, lại để khoảng một bữa ăn qua một bên chỉ chừng giây lát, lại để khoảng giây lát qua một bên chỉ chừng chốc lát, lại để chốc lát qua một bên chỉ chừng khoảng khải móng tay. Hạng người thanh văn này thường tuyên thuyết pháp tương ứng với bát nhã ba la mật đa cho Bồ Tát thì phước đạt được càng nhiều hơn trước. Vì sao? Vì phước đạt được của hạng người thanh văn này vượt qua tất cả các căn lành của thanh văn và độc giác vậy lại nữa khánh hỷ nếu đại bồ tát nào tuyên thuyết các pháp cho thành phần, giả sử tất cả hữu tình ở thế giới tam thiền đại thiên nhờ pháp này nên đều chứng quả a la hán đều đầy đủ các thứ phước thủ thắng thì ý ông thế nào đại bồ tát này do nhân duyên như vậy đạt được phước có nhiều không khánh hỷ thưa rất nhiều kính bạch thế tôn rất nhiều kính bạch hiện thệ phước đức của đại bồ tát này đạt được nhiều vô lượng vô biên Phật bảo Khánh Hỷ, nếu đại Bồ Tát nào tuyên thuyết pháp tương ưng với bát nhã và làm mật đa cho các thiện nam tử thanh văn thừa vân vân, hoặc thiện nam tử độc giác thừa vân vân, hoặc thiện nam tử vô thượng thừa vân vân, trải qua một ngày đêm thì phước đạt được cả nhiều hơn trước. Khánh Hỷ nên biết để việc một ngày đêm qua một bên, chỉ chừng một ngày, lại để một ngày qua một bên, chỉ chừng nửa ngày lại để nửa ngày qua một bên chỉ chừng một giờ, lại để một giờ qua một bên chỉ chừng khoảng một bữa ăn, lại để khoảng một bữa ăn qua một bên chỉ chừng giây lát, lại để khoảng giây lát qua một bên chỉ chừng chốc lát, lại để chốc lát qua một bên chỉ chừng khoảng khải móng tay. Đại Bồ Tát này thường tuyên thuyết pháp tương ứng bát nhã ba làm mật đa cho các thiện nam tử tam thừa vân vân thì phước đức đạt được càng nhiều hơn trước vô lượng vô số. Vì sao? về pháp thí tương ứng bát nhã bà làm mật đa sâu xa vượt qua tất cả pháp thí tương ứng thanh văn độc giác và các căn lành của nhị thừa kia vậy vì sao vì các đại bồ tát này tự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng dùng pháp tương ứng đại thừa chỉ dạy khuyến khích dắt dẫn, khen ngợi, khích lệ, vui mừng các hữu tình khác, làm cho được bất thối truyền quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề. Cái gì nên biết đại bồ tát này tự tu bồ thí bà làm mật đa cho đến bát nhã bà làm mật đa, cũng dạy người khác tu bồ thí bà làm mật đa cho đến bát nhã bà làm mật đa, tự trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, cũng dạy người khác trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, tự trụ trần như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng dạy người khác trụ chân như cho đến cảnh giới bất tương nghi tự trụ thánh đế khổ tập diệt đạo cũng dạy người khác trụ thánh đế khổ tập diệt đạo tự tu bốn niệm trụ cho đến tám chỉ thánh đạo cũng dạy người khác tu bốn niệm trụ cho đến tám chỉ thánh đạo tự tu bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng dạy người khác tu bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc tự tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện cũng dạy người khác tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện tự tu tám giải thoát cho đến mười biến xứ cũng dạy người khác tu tám giải thoát cho đến mười biến xứ tự tu cực kỳ địa cho đến pháp vân địa cũng dạy người khác tu cực hỷ địa cho đến pháp vân địa. Địa, địa tự tu tất cả pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa cũng dạy người khác tu tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tà-ma-điệp, tự tu 5 loại mắt, 6 phép thần thông, cũng dạy người khác tu 5 loại mắt, 6 phép thần thông. Tự tu 10 lực của Như Lai cho đến 18 pháp phật bất cộng, cũng dạy người khác tu 10 lực của Như Lai cho đến 18 pháp phật bất cộng. Tự tu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cũng dạy người khác tu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tự tu pháp không quên mất tánh luôn luôn xả cũng dạy người khác tu pháp không quên mất tánh luôn luôn xả tự tu trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng dạy người khác tu trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng tự tu hạnh đại bồ tát cũng dạy người khác tu hạnh đại bồ tát tự tu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng dạy người khác tu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề tự tu trí nhất thiết trí cũng dạy người khác tu trí nhất thiết trí nhờ nhân duyên này căn lành tăng trưởng mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề khánh hỷ nên biết đại bồ tát này thành tựu căn lành thù thắng như thế nhớ nghĩ đến căn lành thù thắng như thế mà thối nuôi quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì chắc chắn không có lẽ đó bấy giờ bốn chúng vây quanh đức thế tôn ngài khen ngợi bát nhã ba la mật đa do phó dạy bảo ananda để thọ trì xong lại ở trong đại hội trước đại chúng tất cả trời rồng dược xa kiền đạt phượng a à, tú lạc ít lộ đồ phần nại lạc mặc hô lạc giả nhân phi nhân vân vân bằng năng lực thần thông làm cho đại chúng đều thấy như lai bất động ứng tránh đẳng giác với đại chúng thành văn bồ tát về quanh tuyên thuyết diệu pháp cho hội hải dụ và thế tướng nghiêm tịnh của cõi kia. Thành phần tầng cõi đó đều là A-la-hán, các lậu đã sạch, không còn phiền não, được chân thật tự tại, tâm giải thoát hoàn toàn, tuệ giải thoát hoàn toàn, như ngựa khôn được điều luyện, cũng như rồng lớn, việc đáng làm đã làm xong, đã vứt bỏ các gánh nặng, đạt được lợi ích, rất các trói buộc, tự biết đã được giải thoát, tâm trí, tự tại, rốt giáo, hàng đầu. Bồ Tát Tăng ở cõi đó tất cả đều là mọi người đều biết đã đắc Đà La Ni và vô ngại biện tài thành tựu vô lượng công đức vi diệu không thể nghĩ bàn không thể đo lường và thu hồi thần lực làm cho hội chúng trời rồng dược xoa kiền đạt phượng vân vân này không còn thấy như lai bất động ứng tránh đẳng giác thanh văn bồ tát kia và đại chúng khác cùng tướng trang nghiêm thanh tịnh của cõi phật kia chúng hội và cõi trang nghiêm thanh tịnh của phật kia hoàn toàn chẳng phải đối tượng của nhãn căn ở cõi này thấy tới được vì sao vì phải thu hồi thần lực nên không thể thấy được cảnh ở xa kia vậy khi ấy phật hỏi ananda Ông có còn thấy cõi nước và chúng hội của Như Lai Bất Động nữa không? Ananda thưa, bạch Thế Tôn, còn không còn thấy những việc đó vì chẳng phải khả năng của mắt này đạt tới được." Phật bảo của Thọ Ananda. "Như chúng hội và cõi nước của Như Lai kia chẳng phải là cảnh giới của mắt ở cõi này có thể thấy được, nên biết các pháp cũng như vậy, chẳng phải cảnh giới mà nhãn cần vân vân có thể đạt tới được." Khánh hỷ nên biết vi pháp chẳng tu pháp pháp chẳng thấy pháp pháp chẳng biết pháp pháp chẳng chứng pháp khánh hỷ nên biết tánh tất cả pháp không người tu không người thấy không người biết không người chứng không hành động không tạo tác vì sao vì tất cả pháp hoàn toàn không tác dụng người thủ sự thủ đều như hư không vì tánh xa lìa vậy vì tất cả pháp chẳng thành nghĩ bàn người và sự nghĩ bàn đều như người do biến hóa vì tánh xa lìa vậy vì tất cả pháp không tạo tác không lãnh thọ như bóng sáng vân vân chẳng chắc thật vậy thánh hỷ nên biết nếu hữu đại bồ tát luôn tù như vậy luôn thấy như vậy luôn biết như vậy luôn chứng như vậy thì chính là hành bát nhã ba la mật đa cũng không chấp trước tướng các pháp này khánh hỷ nên biết nếu đại bồ tát khi học như vậy thì chính là học Bát Nhã Ba làm Mật Đa. Khánh hỷ nên biết nếu đại bồ tát muốn được mau chứng viên mãn tất cả Ba La Mật Đa cho đến rốt ráo tất cả pháp đến bờ kia thì nên học Bát Nhã Ba làm Mật Đa. Vì sao? Vì người học như vậy đối với các pháp học là tối là thắng, là tôn là cao, là diệu là vi diệu, là thượng là vô thượng, làm lợi ích an lạc cho tất cả thế gian là nơi nương tựa giúp đỡ cho người không nơi nương tựa giúp đỡ trừ phật thế tôn cho phép khen ngợi với tu học bát nhã ba la mật đa khánh hỷ nên biết chư phật bồ tát học pháp này